Thưa quý vị, hội thảo khoa học với chủ đề xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chiều nay 21 tháng 9. Đây là diễn đàn quan trọng để tăng cường sự đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giữa các nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của các địa phương khu vực Đông Nam Bộ về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị hiện nay, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội 13 của Đảng và quy định số 144/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của các bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, Phó Giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh, song hành với phát triển kinh tế, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn quan tâm chú trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Do đó, những kết quả của hội thảo này sẽ là một trong những căn cứ khoa học để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học, các lãnh đạo quản lý đến từ các tỉnh thành phố vùng Đông Nam Bộ đã tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn về xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo quản lý, xác định những yếu tố tác động, chỉ ra những khó khăn thách thức trong xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, đề xuất giải pháp kiến nghị mang tính đột phá nhằm xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa các tiểu vùng, các địa phương trong vùng.